Những thửa ruộng đang trong thời kỳ thu hoạch này là kết quả của quá trình tuyên truyền vận động xây dựng mô hình dân vận khéo trong tích tụ ruộng đất của anh Phạm Tiến Quân, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Thụy Ninh. Từ năm 2019 đến nay, anh Quân đã tích tụ được 23 ha, trong đó xã Thụy Ninh 15,8 ha, xã Thụy Chính 7,2 ha, hình thành được những thửa ruộng có diện tích lớn, thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất, đồng thời đắp lại bờ vùng, tạo thuận lợi cho việc điều tiết nước, hạn chế nguy cơ úng lụt khi gặp thời tiết bất thuận. Thì cứ ròng rã khoảng là nếu mà đi thì phải tính khoảng tầm 15 đến 20 ngày, ngày nào cũng đi. Nghĩa là đến nhà người ta vận động, bây giờ thì các bác cấy nhỏ lẻ thì có khi là mà cái đồng trũng thì nó không hiệu quả. Thì đến bây giờ thì chúng cháu xin đấy là các bác chúng cháu thuê lại với hợp đồng là 5 năm. Đấy là bắt đầu đấy, xong dần dần rồi những nhà bỏ thì mình cứ nhận mạnh dạn mình nhận. Nhận xong rồi mình vận động những nhà xung quanh để mình tích năm 2019, để mình tích tụ thành những miếng to. Khi ruộng đất được tích tụ tập trung về một mối, anh quy hoạch cây lúa giống liên kết với công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Xít để có đầu ra ổn định. Mỗi năm thu 240 đến 260 tấn lúa, tạo việc làm cho từ 7 đến 10 lao động. Thì đồng chí Quân đã vận động người khác đổi ruộng lên cái vị trí khác cho những cái hộ đấy. Thì với cái diện tích tích tụ như vậy thì đến bây giờ là đồng chí đã sản xuất lúa và cơ bản là sản xuất lúa giống cho công ty giống cây trồng Thái Bình. Thì với cái sản lượng thì năng suất thì nó cũng tăng so với lại cái sản xuất manh mún. Hai là cái giá mà bán cho công ty Thái Bình thì nó tăng được khoảng 25-30%. Còn với xã Thụy Chính, lại xây dựng mô hình dân vận khéo bằng việc huy động sức dân tham gia xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu. Do làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ vật chất và tinh thần. Những năm qua, xã Thụy Chính huy động nhân dân con em xa quê ủng hộ hàng chục tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Có hộ dân ủng hộ cả 100 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn. Đến nay, 3 trên 3 thôn của Thụy Chính đạt tiêu chí nhà văn hóa thôn kiểu mẫu. Triển khai các cái mô hình dân vận khéo thì cũng đối với Thụy Chính chúng tôi thì phát động là giao cho các ban ngành đoàn thể, các chi bộ đều đăng ký xây dựng cái mô hình dân vận khéo và hàng năm chúng tôi tổng kết rút kinh nghiệm. Ban dân vận cũng đã tham mưu cho ban chỉ đạo là định hướng là sẽ tổ chức khảo sát lại toàn bộ các cái mô hình mà đã đăng ký về huyện. Thế và chúng tôi đã phối hợp với lại đài truyền thanh sẽ tuyên truyền trong mỗi tuần, mỗi tháng sẽ có những cái mô hình mà hiệu quả. Đến nay, huyện Thái Thụy có 178 mô hình dân vận khéo được đăng ký. Qua khảo sát của Ban dân vận huyện ủy, có 114 mô hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng huyện Thái Thụy ngày một phát triển.